Là khu vực đồng quê của nhà em này các bạn này. Đây là vườn mía này. Bây giờ bạn đang lạc vào trong vườn mía các bạn. Mía này dùng để ép nước, dùng để ép nước các bạn. Nó quay mía. Thôi cứ làm cây đi, vấn đề gì? Cháu vừa uống rượu xong đây. Đang rủ Ninh đi xuống dưới kia mua ít cám để làm cái lồng khuyên. Đây này, mấy cây nó ngọt ngọt đây này, cây như này thì may ra ngọt. Tiếng nữa, đây. Ôi trời ơi. Ông ăn đi để cháu đưa lên cho anh em ở trên YouTube xem nào. Đấy, cái trước mặt đây này. Quê mình có mía cơ mà. Đây là vào rừng mía các bác nhá. Đấy. Ông ăn đi, đưa cho anh ấy rồi. Đây là vào rừng mía. Ngọt không? Ngọt đấy. Mùa này hanh heo là ngọt rồi, mùa này tháng 10 là ngọt rồi. Ngọt không? Vậy là ép được rồi đấy. Mía này gần như là dòng để ép nước. Còn nếu mà đứng ra là phải dẫn các bác vào cái vườn mía đỏ cơ. Ngọt rồi, mía này ngọt rồi. Mía đỏ là... ép rồi. Đấy, gần như là mía bạt ngàn. Cái này là kệ. Còn xa xa đằng kia là vườn dứa kìa các bác kìa. Đấy. Đây. Đây là dứa. Cái vườn mía đỏ ở nước nào nhỉ? Đây là mía này dùng để ép nước các bạn. Đấy, những cây như này là nó cao khoảng qua đầu thì nó rơi vào khoảng hơn mét rồi, chắc rơi vào khoảng mét rưỡi rồi, rất là lắm lông. Đây này, để mà bóc một cái cây mía như này là từ dưới đất mà lên đến trên cao như này là xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gang tương đương với lại 1,4 m các bạn. Thì mía này là ép nước. Đây, mía này rất là lắm lông này. Cái lông này chọc rất là ngứa. Đây các bạn, rất là ngứa. Đây. Đấy, ở quê em rất là nhiều mía này. Mía với lại dứa sắn. Đấy, đặc sản đấy. Cây mía phải to bằng cổ tay này. Đây. Đấy, rất là cao. Đây là cái vườn dứa đã thu hoạch này, đang đợi để lấy chồi này. Đấy. Còn xa xa đằng kia là vườn sắn này. Còn trên cao nữa là keo.
Đấy, bên kia là dứa để bó kìa. Đây, bây giờ là cái dứa đang tách chồi này các bạn này. Đây, tách chồi để rồng lên này. Những cái một cái cây dứa để một cây dứa thu hoạch quả rồi là nó sẽ ra những cái chồi nhỏ nhỏ như kia. Để mình đợi nó to này là để tách ra xong là lại rồng. Đây các bạn, tại sao những cái khóm dứa này lại bó? Đấy. Còn những cái dứa lúc trước quay lại không bó. Đây là những cái dứa mà để hãm lại không cho ra quả. Mình hãm lại cái này để cho ra quả đúng cái mùa mà mình muốn, đúng cái tháng mình muốn. Đấy, khi nào mà bắt đầu mình muốn ra quả là bắt đầu là tháo tung nó ra. Hãm như này là dứa sẽ không ra quả. Đấy. Đây là những cái vườn dứa mà đã ra quả các bạn. Đây. Đã có quả. Cái này là mình xử lý cho nó ra cái vụ mùa tháng 9 tháng 10 này. Đấy. Còn những cái dứa lúc trước là đang bó lại để hãm không cho ra quả. Nếu mà muốn xử lý cho nó ra là các bác phải đổ đất đèn vào nó nữa.